Rồi, xin chào các anh chị và các bạn. Chúng ta tiếp tục video bài số 2 của môn Mốt Quật các anh chị ha. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ qua bài số 2. Chúng ta đọc giáo trình thực hành và mình sẽ làm tiếp bài số 2. Bài số 2 thì chúng ta sẽ làm nhiều cái trang slide hơn và chúng ta sẽ học các cái kỹ thuật trình bày nội dung làm sao cho nó đẹp nha, cho nó quy chuẩn ha. Đấy. Thì đấy là cái mục tiêu của bài này ha. Đấy, các anh chị xem sơ qua bài tập nè. Để trình bày rất là gọn gàng ngăn nắp ha, làm sao trình bày được như vậy. Đấy, các kiểu nè, tìm hình minh họa nè, đúng không? Rồi, đây ha, các cái hình minh họa vân vân, được chưa? Đấy, hình thầy cô giáo ha. Rồi. Đây mình có kỹ thuật tạo bảng nè, đúng không? Tạo bảng nè, đó. Rồi, kỹ thuật tạo sơ đồ thông minh nè ha. Rồi, sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu sâu về hiệu ứng bên trong nó có cái gì nữa ha. Đó thì nhiệm vụ chúng ta như vậy. Như vậy bài số 2 là chúng ta sẽ mục tiêu là chúng ta làm cái nội dung cho nó đẹp hơn và chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ hơn về các cái hiệu ứng ha. Rồi. Chúng ta đóng bài cũ lại này các anh chị ha, đóng lại. Rồi, chúng ta new bài mới ha. New nè, để làm từ đầu cái vô này nè ha. Còn nếu mình Mỹ thì nó hay làm những cái mẫu ha. Nếu mà chúng ta làm theo cái mẫu thì chúng ta có thể đứng ở đây chúng ta chọn cái mẫu cũng được nhé. Đấy, bây giờ thôi mình làm thử một cái theo mẫu đi nhé. Rồi, ví dụ như là chúng ta cũng thích cái mẫu này đúng không? Đây, thôi lấy mẫu này đi. Ok. Rồi, sau khi có cái mẫu xong đúng không? Rồi, các anh chị quay lại design nè. Đó, các anh chị có thích cái màu đó không? Hay anh chị đổi màu tùy các anh chị ha. Đấy. Tùy chúng ta thôi ha, muốn màu nào là quyền của chúng ta nha, không ai cấm hết. Rồi, size đấy, tôi để chế độ này hay là chế độ này, đúng không? Đấy, tùy các anh chị. Rồi, tôi để qua chế độ này nha. Rồi, sau đó thì các anh chị làm nội dung ha, thì cũng giống bài số 1 nè, có một cái tiêu đề và có nội dung ở đây. Đấy, thì như vậy thì các bạn vào home, các bạn layout nè, các bạn chọn kiểu trình bày trở lại ha. Rồi, các bạn đánh vào ha. Rồi, thầy đánh tượng trưng như vậy cho nó nhanh nha các anh chị ha. Rồi, thì bây giờ nè, trong cái quá trình mà chúng ta định dạng nội dung, để nội dung đẹp thì cái việc thứ nhất chính là dùng phông chữ đó, đúng không? Thì phông chữ nó có hai loại là phông chữ có chân và phông chữ không chân ha. Đấy, thì anh chị muốn không chân thì nhìn cái chữ nó đơn giản, dễ hiểu. Còn anh chị muốn cầu kỳ thì chọn những cái phông nó có chân nha. Đấy, rồi, đây thầy cũng chọn đơn giản thôi. Ok chưa? Đấy, rồi bây giờ các bạn sẽ sử dụng những cái kỹ thuật định dạng mà chúng ta đã biết như Word rồi, đúng không? Ví dụ đây, chữ hoa, chữ thường. Các anh chị đổi được nè, đồng ý không? Đổi được, nếu chúng ta muốn. Được chưa? Đó, thay đổi là theo ý của mình. Đồng ý không? Đó, thay đổi chữ hoa, chữ thường nhé. Rồi, các anh chị nhớ rằng là nội dung trên một trang slide không nên sử dụng quá nhiều chữ ha. Tại mình làm chữ nhiều thì cái size nó sẽ nhỏ. Nhỏ thì chiếu người ta không thấy, đúng không? Đấy. Thường á, tiêu chuẩn quốc tế á, ha, có quy luật là 77 nhé. Đó, có nghĩa là làm khoảng 7 dòng, mỗi dòng khoảng 7 chữ. À, như vậy là các anh chị thấy đó là người ta chỉ làm một trang like trong cái phạm vi khoảng 40 50 chữ thôi chứ không có quá nhiều. Chủ yếu là hình ảnh để minh họa ha, còn khi thuyết trình là mình mới đầu mình mới thuyết trình mà là mình phải nói diễn giải ra. Được chưa? Rồi, bây giờ các bạn thấy đó khi mình trình bày nội dung trong Word á, mình cảm giác nó dễ trình bày hơn so PowerPoint ha. Cho nên ở trong PowerPoint mà để trình bày nội dung mà dễ đó, các anh chị làm một view nhẹ thôi. Các anh chị vào thể view giùm thầy, bật cái ruler lên. Đấy, anh chị thấy cái thước nó hiện lên không? Thấy chưa? Đó, nó có cái thước rồi rất là dễ chỉnh nè. Giờ có này nè, đó. Các anh chị muốn chỉnh là xịt ra một tí nè. Thấy chưa? Ngọt ngào không? Muốn xịt vô nè, được luôn. Các anh chị thấy chưa? Đó, nhớ gì đó. Rồi, qua home. Ở đây chúng ta bắt đầu khám phá ha. Ví dụ anh chị có cái này nè, line spacing. Nội dung nó ít thì mình cho cái dòng nó thưa ra, đúng không? Chứ để cái dòng nó sát quá, nhìn nó cảm giác nó chật chội, anh nhìn thấy không? Dễ chịu liền. Đồng ý chưa? Đó. Chủ động ha, thay đổi nè ha, khoảng cách dòng bao nhiêu ha. Một con số cụ thể nữa tùy anh chị nhé. Ok, các cái thực hiện định dạng đoạn nè, giống như Word rồi đó, những cái gì cái gì học Word rồi, các anh chị lấy ra xài thôi. Như vậy để nội dung đẹp thì chúng ta phải trình bày, chọn phông chữ ha, giãn dòng, nội dung ở mức độ vừa phải sao cho hợp lý nhất thì nhìn nội dung sẽ đẹp.
Nhớ chưa? Ok, rồi. Tiếp tục trang line số 2 ha, new line. Đây, trang số 2 anh chị thấy đó, nó có cái này, nó có hai bên, có hình, đúng không? Rồi. Tôi tạo một trang mới, trang này hợp lý nè. Đúng không? Đấy. Rồi, do thầy đang cầm cái micro cho nên là đánh nó hơi chậm, cho nên thầy đánh nhanh, đánh tượng trưng như vậy thôi ha, đánh tượng trưng nội dung nha các anh chị ha. Rồi, phong san gì biết rồi, chủ động điều chỉnh lại nhé. Rồi, đấy chúng ta có thể bỏ bớt một cái bullet này đi. Các anh chị thấy đó ha, đấy trình bày lại. Đó, nói chung anh chị thấy mấy cái thuật này giống Word y chang à, cho nên là mạnh dạn trình bày vô nhé. Rồi bây giờ hình minh họa này các anh chị, hình này á thì các anh chị lên mạng tìm nha. Khi mình thuyết trình này, đấy thì mình nói về cái lĩnh vực gì thì mình đi lên mạng, lên Google nè ha. Các anh chị tìm, mạnh dạn tìm vô ha. Đấy. Không cần phải giống 100% nha các anh chị ha. Đó, gần giống là được rồi ha. Đó. Rồi, lúc đó các anh chị có hai giải pháp ha. Các anh chị nhấn phải lên cái hình đấy, các anh chị lưu lại, đúng không? Lưu lên cái file, rồi sau đó mình chèn vô. Rồi thầy ví dụ hai giải pháp luôn. Rồi, một tôi lưu vào cái file này, bây giờ tôi lưu trong thư mục download này, tôi đặt là giảng viên 1 nè, tôi lưu lại. Được chưa? Rồi, như vậy qua đây. Tôi muốn lấy cái hình ra thì tôi làm gì? Insert picture. Nãy tôi lưu trong download đúng không? Vào download lấy, đưa hình vào ha, đặt vào vị trí minh họa, được chưa? Rồi, cách thứ hai là tôi chọn một cái hình ha mà tôi cảm thấy thích. Được chưa? Đấy, và tôi nhấn phải hình đó, các anh chị chọn chiêu này nè, copy image ha, copy hình ảnh đó. Rồi qua đây, các anh chị làm gì? Dán mà. Copy nữa lưu trong bộ nhớ Lipboard rồi. Là chúng ta dán nó vào ha, rồi chúng ta kéo lại. Rồi chúng ta cũng sắp vào cái vị trí mà các anh chị thấy phù hợp để mình họa cho bài thuyết trình của mình. Đồng ý không mọi người? Đây, đấy như vậy là chúng ta xong trang số 2. Đồng ý chưa? Rồi, trang số 3 cũng vậy ha, bộ phận tư vấn ghi danh nhé. Rồi, thì chúng ta thấy là nó nội dung nó có cái này với cái này thôi. Còn lại là hình nè, đây là nó hình vẽ nè, vân vân. Rồi, như vậy anh chèn vô trang này là ok nè, ha, đấy. Rồi, các anh chị đánh nội dung vô xong. Rồi, bây giờ hình ha, hình minh họa. À, ở đây mình có ba cái hình với lại cái chỗ này nè ha. Đấy. Rồi, bây giờ mình để lấy được những cái nội dung mà nó nhấn nhấn chút xíu á, các anh chị vô insert nè ha, chúng ta vô shape nè, nó có rất rất là nhiều hình. Đấy, thì các anh chị chọn một cái hình ha, giống tương tự như là trong bài của chúng ta vậy đó ha. Rồi, chúng ta vẽ vào đây. Được chưa? Rồi, nhấn phải nè, các anh chị edit text. Các anh chị đánh nội dung vào đây ha, số điện thoại hay cái gì đây, hotline đây, vân vân, các anh chị đánh vô, các anh chị thấy chưa, muốn thêm nội dung chúng ta làm như vậy thôi ha, để tạo sự nhấn mạnh ha. Rồi lấy hình ha, lên Google đúng không, đánh vào chữ gì đây, nhân viên đúng không, tư vấn đó. Không bắt buộc các anh chị phải giống, nhưng mà khi mình nói về cái đề tài gì thì mình phải tìm cái hình mà mình cảm thấy nó phù hợp, được chưa ha, nó phù hợp mà nó gọi là nó phù hợp với chủ đề mà chúng ta nói đó ha. Rồi copy minh họa vào, paste vào đấy, cái trước đó mình làm rồi, mình biết rồi. Rồi copy dán nhanh vào, nhưng mà các anh chị thấy là có vẻ nó hơi chậm chậm đấy đúng không, thì các anh chị có thể tải nó thành cái dạng file ha, tải về cái file rồi mình chèn vô cho nó nhanh nha, tùy các anh chị thôi. Có nghĩa là vậy nè, mình lưu file sẵn đi ha, đó, nhân viên, ok ha.
Rồi, mình tải sẵn ha. Rồi, thầy tải sẵn luôn mấy cái luôn đi. Đúng không? Đó. Rồi, khi mình thuyết trình về cái đề tài gì thì mình chuẩn bị hình sẵn ha, mới cho nhanh. Đây, bây giờ tới đội ngũ giảng viên. Rồi, chúng ta nêu một trang like ha. Rồi, chúng ta đánh vào ha. Nội dung các anh chị biết rồi ha, chúng ta chủ động làm vào nha. Thầy chỉ tượng trưng cho nó nhanh, để thầy dành thời gian thầy nói cho những cái phần hay đang chờ mình ở phía sau. Rồi bây giờ chèn cho nó nhanh nè, đấy, picture, đúng không? Anh chị chọn hình, chèn vào ha, đó, nó nhanh hơn ha, copy nó vẽ lâu quá, đúng không? Đấy, rồi, minh họa vào, đặt vào vị trí phù hợp. Rồi, tương tự như vậy, hai cái này là chúng ta cần học kỹ. À, một cái là thao tác về bảng, một cái về sơ đồ thông minh, nha các anh chị ha. Rồi, thì chúng ta tạo ra một cái trang mới. À, chúng ta chọn cái kiểu kiểu này đi ha, đấy chỉ cần cái tiêu đề thôi, đúng không? Đấy. Rồi, các anh chị làm cái thời khóa biểu ha, để tạo một cái bảng á thì các bạn vào đây Insert Table, đúng không? Rồi, chúng ta có thể tạo nhanh các bảng mấy cột mấy dòng, hoặc là chúng ta dùng cái chức năng Insert Table giống y chang như là các bạn đã học trong Word rồi đó ha. Đấy. Rồi, tạo cái bảng nhanh liền. Nhưng cái thầy muốn nói ở đây là vậy nè. Đấy, ví dụ bình thường đánh nội dung trước đi ha. Rồi, đến nội dung vô anh biết rồi, nhưng mà các bạn biết không, cái nội dung mình trình bày bản mình cũng hay gặp trong thực tế lắm. Cho nên á, bây giờ mình đứng ở ngoài không thấy gì hết nè, nhắn cho các bạn đã là nó có cái table tool nè. Cái các anh chị cần khám phá là ông này nha. DT mode nó hay hỏi gì lắm ha, mình phải coi sơ qua. Nó có những cái dạng nè, các anh chị thấy chưa? Đó. Thì mình chọn cái dạng nào cho nó phù hợp với cái đề bài của chúng ta. Đó, nó có cái dạng nè, các anh chị thấy chưa? Đấy. Chọn vào ha, một cái dạng. Đó, thì mỗi một cái dạng nó đều có cái tên trong đây hết nha các bạn ơi. Ha, có tên hết trong này nè. Ok chưa? Đó, thì các bạn cứ đi vòng vòng chọn đi ha, nó có tên hết để mình làm quen nhé. Được chưa nào? Rồi, nếu mình thay đổi màu sắc, đóng khung, hiệu ứng vân vân. Còn qua layout á là các anh chị có những cái kỹ thuật gì? Chúng ta có thể là xóa dòng, xóa cột, chèn dòng, chèn cột này, ghép ô, đúng không? Ghép ô chẳng hạn vậy ha. Đó, nhớ như vậy nha anh chị ha. Đấy, hai cái này là cái mà thầy muốn nói về table ha, cho nên khi học mình dừng video lại, mình tập mình làm cho nó nhuần nhuyễn nha anh chị ha. Đấy, thì cái này nó cũng tương tự như là Word thôi, nếu bạn học Word rồi thì mình lại kế thừa mình dùng qua nha. Đó. Rồi, trang số tiếp tục trang like số 6 là chúng ta sẽ nói về cái sơ đồ thông minh ha. Thì ở trong PowerPoint cũng như Word nó có những cái mẫu sơ đồ sẵn rồi, các bạn lấy ra xài mà thôi ha. Đấy, rồi Insert nè, Smart Add. Thì cái câu chuyện là vô đây á, chúng ta phải chịu khó thăm như quan sát trước, click là sàn danh sách nè, anh gì thấy chưa? Đó, nó có nè Basic Log ha, hay là cái dạng này, mỗi một cái dạng nó có một cái tên, đi ngắm nghía nó, đi ngắm nghía nó ha. Ngắm để làm chi vậy? Để khi mình trong quá trình mình học trong lớp, mình làm cái môn học gì, cái vấn đề gì thì mình chọn cái sơ đồ phù hợp mình lấy ra, nó sẽ rất rất là đẹp nhé.
tiến trình nè, process tiến trình đó có tên hết cái gì thấy chưa? Này, lời khuyên của thầy là phải quan sát, phải làm thử ha, để mình thấy nhiều nhiều điều hay ở trong đây. Cái gì thấy chưa? Rất rất là nhiều cái hay, thú vị ha. Đó, mình khám phá đi nha cho nó giỏi. Rồi ha. Đó, coi đi. Thoải mái. Đó, ví dụ như là các bạn học ngành kinh tế này, matrix là ma trận này, các bạn làm những cái ma trận word này rất là nhanh ha, bốn cái rồi, rất là lẹ. Rồi bây giờ để giống trong bài á, thì thầy làm cái dạng này nhé, đúng không? Đó, dạng này ha, ba cái ok. Rồi nó có rồi, các anh chị đánh vào đây thôi. Mình đánh nội dung bên trái hoặc đánh trực tiếp đều được hết ha. Rồi, à, mặc định nó có 3 ô ha. Nếu bây giờ mình muốn có 4 ô thì sao ha? Thì câu trả lời nè, cũng xài cái mặt acrylic nè, design nè, format nè, quan sát các anh chị ơi. Đây, quan sát nè, S shape là thêm nè. Thêm ở phía sau, thêm ở phía trước nè, vừa thêm ở phía sau. Các anh chị thấy chưa? Rồi, mình làm thêm vào ha. Còn nếu dư thì mình delete thôi. Rồi xong, khám phá nè ha, ở trong đây nó có nhiều mẫu nhỏ nhỏ để mình thay đổi ha. Nhưng cái hay là cái này, màu sắc này các anh chị. Đó ha, đi thi nó hay hỏi ha, đó nó có màu gì, colorful hay là cái gì đấy ha, thì nó có những cái mẫu trong đây rồi ha, và công việc của các bạn là chọn thôi. Chọn ha, rồi smart art kiểu nè. Đó, nó cũng có những kiểu ví dụ chạm nổi lên hay như thế nào đấy ha, những kiểu mà làm cho cái sơ đồ chúng ta nó đẹp hơn nữa nha. Hãy khám phá ha, format. Rồi, design nhiều hơn. Rồi biết làm một cái dạng rồi là anh chị có thể tự động làm những dạng tiếp theo ha. Rồi như vậy qua cái bài số 2 này chúng ta đã làm cái nội dung nó nhiều nhiều cái chủ đề hơn để chúng ta làm những nội dung nó tốt hơn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái bước thứ hai là hiệu ứng, mà chúng ta cũng sẽ nghiên cứu sâu về hiệu ứng hơn một chút xíu nha. Thầy cho thêm một đối tượng nữa đi. Đấy. Rồi, hiệu ứng về đối tượng đó các anh chị. Thì chúng ta vô cái thẻ animation, được chưa? Khám phá nha. Nó có nhiều chủ đề trong đây, nhiều cái hay lắm, cho nên các bạn phải khám phá thôi nha. Ví dụ thầy nói là bài đó, đi vào, đúng không? Đó, rồi, nó chỉ có hỗ trợ này, bài thế nào? Các anh chị chọn này. Đúng không? Đấy. Rồi, ok, một cái ha. Rồi, cái thứ hai, đúng không? À, tôi chọn nó là cũng là bài luôn đi ha, nhưng bài từ dưới bài lên. Đấy, các anh chị thấy nó bay từ từ không? Thì vô đây nè, đó, nó có nhiều hỗ trợ và tôi chọn nó là S1 Object, đúng không? Đó là nó bay cái dèo một cái luôn, thành một đối tượng liền luôn, đúng không? Rồi, rồi cái này tôi sẽ làm nó như thế này. Đó, các anh chị thấy chưa? Rồi, ba cái tôi làm nó đều nằm ở khu vực entrance hết, đúng không? Rồi, tôi chiếu lên, nhận xét. Các anh chị thấy nó sao ạ? Nó không ra cái nào hết, đúng không? Đấy, tôi phải làm sao? Lít chuột nó mới ra. Lấy chuột nó mới ra, lấy chuột nó mới ra, thấy chưa? Đó, rồi bây giờ tôi làm rồi ha. Các anh chị trải nghiệm cái nhóm này nó sẽ khác, rồi trải nghiệm nhóm này nó khác, cứ trải nghiệm từng nhóm thì mình rút ra kinh nghiệm nha các anh chị. Rồi bây giờ nè, tôi làm rồi ha, nó có cái đánh số này, số 1, số 2, số 3, nhưng làm sao để tôi quản lý được nó ha? Thì các anh chị vào đây animation band đấy, bật này là nó bật quản lý lên nè, đúng không? Rồi bây giờ nếu tôi muốn cái mặt cười này nó ra trước, tôi chọn cái mặt cười này, tôi đổi ha, tôi đổi cái trật tự của nó nè anh chị ha, đi lên, đúng không? Anh chị dùng để cho nhanh ha, hoặc là đi xuống cũng được, dùng đây cũng được để thay đổi trật tự. Còn nếu mình làm mà không thích nữa, mình xóa ha, nhấn phải lên remove, xóa cái hiệu ứng đó đi nha các anh chị. Đó, chúng ta thật là làm chủ vào. Thì mới đầu á, thầy chỉ khuyên là anh chị à, cái trang này làm kiểu này đi, trang này anh thử làm kiểu này đi nha, thử đi ha, phải thử nó mới giỏi được chứ anh chị. Đấy ha, kiểu này coi nó ra làm sao, đúng không? Thử thử hết đi ha. Đó, mà mình để mình giỏi á là mình phải thử cùng một kiểu để mình nhận xét nó dễ nhé. Đó, thử hết đi, ok ha. Rồi trang này ha, đường dẫn đó, nó có những kiểu dưới đây nè ha, đây ra là gì, đi ra đấy ha, đường dẫn nè, nó chạy lên cái đường dẫn đó anh chị. Đó ha, cái hình nó chạy một đường dẫn. Rồi bây giờ nó chạy lên chị đổi nè, tôi muốn chạy ngang ha, tôi muốn nó chạy ngang qua đó, chạy ngang vậy ha, tùy cảnh chị nha, thay đổi. Rồi như vậy trong đó nó nhiều lắm á ha, hãy khám phá nó các anh chị ơi. Và bây giờ chúng ta quay lại ông này, chúng ta khám sáng ở chỗ này nè.
mặc định á, mình làm nó on click nó mới chạy đúng không? Bây giờ cái đầu tiên tôi sẽ đổi thành là quick reverse, có nghĩa là chạy cùng cái trước ha. Cái thứ hai tôi chọn after và cái thứ ba tôi vẫn để on click ha. Tôi chiếu lại đấy, anh chị thấy chưa? Khi tôi chiếu lên là ông này ông sẽ tự chạy đúng không? Ông này ông chạy xong, ông này chạy theo, ông này không chạy này, click chuột nó mới ra này. Đó, các bạn phải làm chủ như vậy để làm chi, để khi mình trình chiếu mình muốn cái nào xuất hiện tự động, cái nào phải nhấn nó mới ra, có nghĩa là tôi nói một hồi rồi tôi nhấn mới ra đó, thì các anh chị phải biết để quyết định ha, nên nó chủ động hơn cho mình nha các anh chị ha. Rồi thời gian nhanh hay chậm nữa ha, thời gian diễn ra nhanh hay chậm, các anh chị thay đổi hai con số này nhé. Rồi như vậy không có gì hết hơn là các anh chị phải tập nhiều, trải nghiệm nhiều thì chúng ta sẽ giỏi ha. Thầy mẫu cho các anh chị vài trường hợp tượng trưng như vậy nhé. Rồi bài số 2 đến đây cũng là hoàn thành ha. Rồi chúc các anh chị thực hành thật là tốt nha. Trong quá trình xem video nếu mà nhanh quá các anh chị có thể dừng video lại ha, để chúng ta làm theo, rồi sau đó mình lay mình làm tiếp nha anh chị ha. Cứ thế mình chỉ làm thôi. Rồi chúc các anh chị học thật là tốt ha, hẹn gặp lại các anh chị vào những video tiếp theo nha. Rồi xin chào các bạn.